Kính chào quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam tại kỳ World Cup lịch sử 2023. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023 bằng một trận thua đậm 0-9 trước Tây Ban Nha. Chỉ nhìn vào tỷ số cũng cảm nhận được việc ghi bàn trước các đối thủ quá mạnh có thể là một nhiệm vụ bất khả thi đối với các cô gái Việt Nam. Nhưng trong bóng đá, không có gì là không thể. Bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam nói riêng từng có thời điểm không dám mơ đến tấm vé dự World Cup. Tuy nhiên, bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, sự kiên trì, bền bỉ của những người làm chuyên môn qua nhiều thế hệ của bóng đá nữ Việt Nam, lãnh đạo và các nhà tài trợ đã giúp cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hái quả ngọt. Đó chính là xuất dự World Cup 2023 tại New Zealand trong tháng 7 này. Nhiệm vụ khó khăn đầu tiên đã vượt qua, tấm vé dự World Cup đã có. Giờ là lúc thầy và trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chứng minh rằng mình bước tiếp thực sự về mặt chuyên môn. Đó chính là trình độ chơi tại World Cup. Chúng ta đã từng là nhà vô địch Đông Nam Á, 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Nhưng World Cup là một sân chơi số 1 của hành tinh. Đẳng cấp và trình độ của các đội bóng góp mặt tại giải đấu này cao hơn đáng kể so với SEA Games. Không sai khi nói rằng đội tuyển nữ Việt Nam nằm trong nhóm những đội bóng yếu nhất tại World Cup 2023. Cơ hội đi tiếp gần như là không có. Ngay cả những mục tiêu khiêm tốn như là có điểm, ghi bàn tại World Cup cũng là thử thách không hề nhỏ đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó thì chúng ta đã vượt qua được cả Thái Lan lẫn Đài Loan Trung Quốc, lọt vào tứ kết Asian Cup 2022 và giành vé tham dự World Cup 2023. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở thành một tân binh tại sân chơi World Cup, vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA. Cũng cho thấy những tiến bộ đáng kể của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xác lập một cột mốc lịch sử tại World Cup, đang đặt ra cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trò vô số những thách thức. Bỏ lại phía sau trận thua 1-2 đối với đội tuyển Đức, với tình huống ghi bàn đáng nhớ của Thành Nhã, trận thua đậm 0-9 trước Tây Ban Nha vừa mới đây đã để nhắc cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết rằng chúng ta có quyền lạc quan nhưng không thể tự tin thái quá. Các trận đấu với đội tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan sắp tới, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam muốn và có thể ghi bàn tại World Cup, nhưng điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải thật sự tự tin, không để mình rơi vào tình thế bị động trong suốt những phút thi đấu trên sân, đặc biệt là với các đối thủ mạnh hàng đầu thế giới. Sau trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha thua 0-9, huấn luyện viên Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận chúng ta kém hơn đội bạn rất nhiều về chuyên môn, cộng thêm việc thiếu sự tự tin, không nhắc nhau thi đấu trên sân đã khiến các cầu thủ làm hỏng lối chơi của chúng ta. Chuyên môn kém mà còn không chịu nhắc nhau, bạo ban nhau thì khó là càng khó thêm. Đó là điểm yếu mà ông Chung đã nhìn thấy ở cao trò sau những trận đấu giao hữu vừa qua. Đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên sẽ tôn trọng các đối thủ mạnh như là Mỹ, Hà Lan hay là Bồ Đào Nha. Đó là điều cần thiết, nhưng phải đặt mục tiêu ghi bàn tại World Cup. Chúng ta sẽ không thể chỉ biết lo phòng ngự, lùi quá sâu để giữ khung thành, mà trong một vài thời điểm nào đó, chúng ta cần phải có sự phiêu lưu và tấn công mạch lạc hơn. Phiêu lưu không phải là lúc nào cũng mang lại thành công, nhưng chỉ cần dám mạo hiểm là đội tuyển Việt Nam của chúng ta có cơ hội có thể ghi bàn vào lưới của đối thủ. Bàn thắng lúc đó nếu có cũng sẽ chỉ đến từ những sự phiêu lưu ấy mà thôi. Và như vậy thì chúng tôi đã nói về câu chuyện mà đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội, muốn có cơ hội giành được những bàn thắng, những điểm số đầu tiên tại kỳ World Cup lịch sử này. Chúng ta cần phải sự mạo hiểm, chơi chắc, bền và chặt. Sau tất cả thì quý vị và các bạn có suy nghĩ gì về quan điểm này thì hãy comment ở dưới mục bình luận. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên với đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Mỹ. Hy vọng ở trong trận đấu này chúng ta sẽ có được bàn thắng đầu tiên. Sau tất cả thì những thông tin mới nhất liên quan đến bóng đá Việt Nam tại kỳ World Cup 2023 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel này. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh.